Em Mini kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 30 tháng 12 năm 2023 do đội ngũ ban biên tập Epoch Times thực hiện. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ quyết chặn nguồn tài chính của Houthi. Bằng chứng chấn động, Tucker Carlson đưa Nancy Pelosi và Joe Biden trở lại đền tội vì tham nhũng. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang thời Covid trở lại trong các bệnh viện ở Hoa Kỳ. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 12, Mỹ đã áp đặt trừng phạt một cá nhân và ba công ty chuyển tiền bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tài chính hỗ trợ phong trào Houthi tại Yemen. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, hai trong số các cơ sở chuyển tiền có trụ sở tại Yemen và cơ sở còn lại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson tuyên bố, hành động này nhấn mạnh quyết tâm hạn chế dòng tiền bất hợp pháp dành cho Houthi, lực lượng mà Mỹ cho rằng đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nguy hiểm đối với vận tải biển quốc tế và có nguy cơ gây bất ổn hơn nữa cho khu vực. Quyết định mới sẽ đóng băng mọi tài sản tại Mỹ thuộc về các thực thể nêu tên, trong khi công dân và tổ chức Mỹ bị cấm tiến hành giao dịch với các đối tượng này. Theo tuyên bố, các biện pháp trên nhắm vào một mạng lưới nhà Seth O'Chamel, nhà tài phiệt hoạt động tại Iran bị Mỹ trừng phạt từ tháng 6 năm 2021, sử dụng để chuyển tiền cho lực lượng Houthi. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã bắn hạ UAV, tên lửa của Houthi. Ngày 28 tháng 12, Mỹ cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV và một tên lửa đạn đạo chống hạm ở phía nam Biển Đỏ do Houthi phóng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết trong một tuyên bố vào ngày 29 tháng 12, tàu USS Mason DDG-87 đã bắn hạ một máy bay không người lái và một tên lửa đạn đạo chống hạm ở phía nam Biển Đỏ do lực lượng Houthi bắn. Không có thiệt hại đối với bất kỳ tàu nào trong số 18 tàu trong khu vực hoặc có trường hợp nào bị thương. Bằng chứng chấn động, Tucker Carlson đưa Nancy Pelosi và Joe Biden trở lại đền tội vì tham nhũng. Quý vị thân mến, những tội ác của đám tham nhũng cánh tả đang dần dần lộ diện ra ánh sáng và ngày đền tội đang đến gần. Nancy Pelosi, ả chúa tham nhũng của phe tả, được Tucker Carlson lật tẩy vào ngày hôm qua trên chương trình của anh ấy. Làm thế nào mà một tên côn đồ không mấy sáng sủa như Nancy Pelosi lại trở nên giàu có trên thị trường chứng khoán? Bởi vì hệ thống đã bị gian lận. Jordan Belfort, sói già Fowler, giải thích cách thức gian lận của hệ thống này. Ông nói về lựa chọn cổ phiếu của Nancy Pelosi, không thể tưởng tượng được rằng ai đó có thể đạt được lợi nhuận cao như vậy trên thị trường và những người khác không thể làm được điều đó. Vậy lợi thế là gì? Bà ta đã biết luật quan trọng và bạn biết đấy. Ai đó có thể thì thầm vào tai bà ấy, họ muốn đứng về phía bà ấy. Rất nhiều người Mỹ đã kết luận rằng trò chơi Fowler đã có gian lận. Toàn bộ sự việc này giống như một trò lừa đảo, nhưng vẫn có một số tiền rất lớn gắn liền với nó. Tất nhiên không chỉ có trong đầu tư cá nhân mà còn trong các quỹ hưu trí. Cả thế giới bị trói buộc vào thị trường chứng khoán Mỹ. Vậy chính xác thì làm thế nào để bạn thành công với tư cách cá nhân? Chúng tôi nghĩ cần người hỏi sẽ là người coi cả hai khía cạnh của hoạt động kinh doanh này đều hợp pháp và kém hơn Jordan Belfort, sói già Fowler với cuốn sách mới Sói đầu tư. Và bây giờ anh ấy tham gia cùng chúng tôi để giải thích cách bạn có thể kiếm bộn tiền ở Fowler. Jordan Belfort đã chỉ trích Nancy Pelosi và Joe Biden, đồng thời chỉ ra hệ thống tư pháp hai tầng ủng hộ đảng Dân Chủ, rằng hãy nhìn xem Joe Biden, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông Biden rất giỏi trong việc rửa tiền. Rõ ràng, từ những gì tôi thấy lúc này tôi không thể hiểu được. Hãy tưởng tượng nếu ông Trump là tổng thống hàng ngày trên trang nhất của tờ New York Times, thì tờ Washington Post và mọi ấn phẩm khác sẽ giống như tấm xét 40.000 đô la cho tấm xét 20.000 đô la từ anh trai của ông ấy. Đó sẽ là trò chơi kết thúc khi kêu gọi luận tội. Sẽ giống như thế giới sụp đổ, Biden đang ở trong túi của Trung Quốc. Nhưng hiện tại, giống như chúng ta đang sống trong một vũ trụ khác, nơi những người nắm quyền, đặc biệt là cánh tả, cánh hữu, có thể hoạt động gần như không bị trừng phạt, và Pelosi là một ví dụ hoàn hảo. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang thời Covid trở lại trong bệnh viện ở Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, các bệnh viện ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ đã tái thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang vì các quan chức cho rằng đang có sự gia tăng số ca mắc COVID-19 và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác. Cơ quan y tế New York City Health and Hospital điều hành các bệnh viện và phòng khám công ở thành phố New York đã thông báo rằng các quy định đeo khẩu trang sẽ được thực hiện lại tại các bệnh viện của mình. Ban điều hành bệnh viện đã đăng trên mạng xã hội X vào đầu tuần này, do sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp như COVID-19, cúm và virus, hợp bào hô hấp, RSV trong cộng đồng và bệnh viện của chúng ta phải quay trở lại việc đeo khẩu trang bắt buộc, vui lòng đeo khẩu trang khi đến thăm chúng tôi. Bài đăng có kèm theo hình ảnh các nhân viên y tế đeo khẩu trang. Một bài đăng riêng của cơ quan NYC Health and Hospital tuyên bố rằng quy định đeo khẩu trang đã được khôi phục tại cơ sở Jacoby ở Bronx vì sự phổ biến của COVID-19 trong cộng đồng của chúng tôi. Bệnh viện và các cơ sở y tế trích dẫn dữ liệu gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho thấy sự gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy mức tăng này tương đối nhỏ so với những năm trước. Tính đến ngày 16 tháng 12, theo dữ liệu của cơ quan y tế, có hơn 25.000 người hiện nhập viện vì COVID-19 trên khắp Hoa Kỳ, trong khi vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, hơn 36.000 người phải nhập viện. Quy định khẩu trang ở các khu vực khác. Trung tâm y tế UMass Memorial ở Worcester, bang Massachusetts, xác nhận với truyền thông địa phương rằng họ sẽ đưa ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang kéo dài một tháng cho nhân viên của mình. Quy định có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, bệnh nhân và người nhà sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Người phát ngôn của bệnh viện cho biết trong tuyên bố, những ngày thay đổi này dự kiến sẽ có hiệu lực trong khoảng một tháng. Sau đó sẽ được đánh giá lại dựa trên xu hướng hiện nay. Sức khỏe và phúc lợi của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hệ thống y tế Mass General Brigham ở Massachusetts cũng thông báo rằng họ sẽ khôi phục các quy định bắt buộc đeo khẩu trang vì COVID-19. Chính sách đeo khẩu trang của chúng tôi dựa trên tỷ lệ mắc bệnh hô hấp hiện tại trong cộng đồng của chúng tôi. Mass General Brigham xác nhận trong một tuyên bố với truyền thông địa phương vào ngày 28 tháng 12. Tại Delaware, hệ thống y tế Tidal Health đã thông báo vào ngày 28 tháng 12 rằng họ quy định bắt buộc đeo khẩu trang với tất cả những người đến thăm bệnh. Theo cơ quan này, quy định được đưa ra trong nỗ lực bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta khỏi tiếp xúc gần gũi với những người có thể truyền nhiễm nhưng chưa có triệu chứng. Và tại bang Washington, hệ thống y tế Kaiser Permanente xác nhận với truyền thông địa phương rằng nhân viên làm việc trực tiếp với bệnh nhân phải đeo khẩu trang. Người phát ngôn của Kaiser, bà Lindsay Reason, nói với The Spokesman Review rằng nhân viên của họ phải đeo khẩu trang nhưng bệnh nhân và người thăm bệnh không bắt buộc phải đeo. Theo hướng dẫn của Kaiser Permanente, khẩu trang là không bắt buộc nhưng được khuyến khích đối với những bệnh nhân và người nhà không có triệu chứng về hô hấp và đến thăm các khu vực có nguy cơ thấp trong các cơ sở y tế của chúng tôi. Các viên chức tại hệ thống y tế Beacon cho biết, Bệnh viện Memorial và Elkhart General nằm ở South Bend, Indiana, đang tái thực hiện các quy định đeo khẩu trang đối với người thăm bệnh, bệnh nhân và nhân viên, theo báo cáo của địa phương. Đầu tháng 12, một số bệnh viện ở Pittsburgh, bệnh viện ở Boston và bệnh viện UW House ở Illinois và Wisconsin cũng thực hiện các quy định đeo khẩu trang ở các mức độ khác nhau. Nhiều quận của California trên khắp vùng vịnh đã áp dụng quy định đeo khẩu trang cho nhân viên bắt đầu từ tháng 11 và sẽ kéo dài đến cuối mùa xuân do dự đoán số ca bệnh về đường hô hấp sẽ gia tăng. Cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC. CDC tuần trước đã đăng một bản cập nhật cho biết biến thể COVID-19 mới JN.1 hiện chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm ở Hoa Kỳ. Hai tuần trước, số ca nhiễm JN.1 chiếm khoảng 15% đến 29% tổng số trường hợp. CDC cho biết JN.1 đang tiếp tục gây ra tỷ lệ lây nhiễm ngày càng tăng và hiện là biến thể xuất hiện rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ, đồng thời lưu ý rằng chủng này hiện chiếm khoảng 39 đến 50% tổng số trường hợp nhiễm COVID-19. Theo CDC, còn quá sớm để biết liệu JN.1 có gây ra sự gia tăng số ca lây nhiễm hoặc số ca nhập viện hay không. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố riêng rằng JN.1 dường như không gây rủi ro cao so với các biến thể khác và liệt kê JN.1 là biến thể được chú ý.
Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time.